5 câu nói hàng ngày với pen, cây bút của bạn. Ok, hôm nay mình để râu ha, để nhìn cho nó có vẻ chững chạc hơn chút. Và cho vui thôi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn đó là 5 câu nói hàng ngày chúng ta dùng với là pen. Câu đầu tiên, các bạn thường thấy có một bộ phim đó là Sói Già Phố Wharf, thì nó sẽ có câu là sell me this pen, có nghĩa là hãy bán cho tôi cây bút này đi. Bán bằng cái giá bao nhiêu thì đó là khả năng của bạn, khả năng sale của bạn ha. Sell me this pen. Cái thứ hai chúng ta có đó là can I borrow your pen, có nghĩa là mình có thể mượn cây bút của bạn được không. Còn nếu các bạn muốn hỏi bạn thích màu bút nào, màu đỏ hay màu xanh, các bạn có thể hỏi đó là which pen do you like, the red or the green color. Các bạn muốn tìm mua một cái bút và hỏi giá nó bao nhiêu, các bạn hỏi đó là how much does this pen cost. I will give you this pen if you tell me the truth. Tôi sẽ tặng bạn cái bút này nếu bạn nói cho tôi sự thật.